Hello anh em. Thì sáng hôm nay mình đi săn nha mọi người. Thì để xem coi có con gì không nha. Thì mọi người theo dõi mình nha. Ok. Bây giờ thì let's go nha. Giỏi vô nhà cái bạn luôn. Cái này phải tái chứ chiếu ba ngang mặt quá à. Phải chính xác dùng đồng. Ba ngang mặt hai viên ba ngang mặt rồi cái viên đầu sao? Ăn cao lại. Chứ nó núp vậy khó ăn quá. Trời ơi, trúng rồi. Không nha. Không nha. Trời ghê chưa? Nghe đầu rồi. Ghê chưa? Ghê ghê không không ghê. Ghê ghê tiếp. Có đầu nó không? Bể mỏ hay vậy? Chụp đi bể mỏ hay chưa ta? Đúng đâu trời. Cái kỳ. Ngáo ngáo luôn. Quá trời thiệt chứ. Sáng nay bắn con cù không thấy trúng đâu á. Mày ghé. Là cái hơi gió hả? Thiệt không trúng thiệt chứ ta. Chắc sợ cái mỏ nó. Thì cái mỏ thì nó cũng phải bể cái mỏ chứ. Kỳ vậy. Vãi. Rồi con đi rồi đó. Rồi. Đúng không? Đúng. Gãy cánh này. Gãy cánh này. Ủa. Đi mà đi ta. Ok. Con này đéo bắn hụt rồi. Rồi. Xuống chút nữa, quéo xuống chút nữa. Không được quá. Chút ra. Hạt ở dưới. Chị biết nghĩ là rất là sức đuôi. Trời ơi, ủa. Rồi, rồi. Ê. Đấy, câu vượt chứ. Yeah. Yeah. Được một con. Đấy, tự con hay con đúng không? Đó. Đang gái cũng tốt. Tốt nó ra luôn.
đó. Có cụ ấy nữa. Cổ tay 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 rồi cho nó viên nữa vào để nó càng ngày càng xa. Cầm 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 con này cho mày đi về với đất mẹ luôn. Vậy rồi xong ngay đầu hỏi chạy bạn cái hỏi xin coi vô lộn dướng này chứ không. Đi qua lụm con thảo tạc bắn gớt mấy bạn ơi. Cực phải luôn. Mày không biết lụm rồi sao mình về đây. Bắn này nè. Đây nè mọi người. Bắn trúng ngay ức nha. Giờ kiếm đường về. Cảm ơn anh em đã xem video mình nha. Thì thật sự thì ở chỗ mình á đi săn rất là hạn chế các bạn. Chim nó không có chứ không phải gì. Mình đi từ hồi 8 giờ. Bây giờ là 11 giờ 23 phút nữa bạn thấy không? Được có 3 con thôi. Rồi một phần ombi 1-2 con nữa. Thì nói chung đi bắn chơi cho các bạn xem thôi. Ok. Thì các bạn đừng quên là đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.